đạo Thang Sài Gòn xin nghe kính chào quý vị trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên ở cho phép tôi gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi quay lại đây để xin quý vị một khoảng thời gian ở cho phép tôi ở chia sẻ cái quan điểm của mình liên quan đến nhân vật trọng xuống Người mà đã được một số kênh YouTube những ngày qua đã tăng cường đưa những hình ảnh đưa những cái thước phim lên trên cái cộng đồng mạng, nhất là trên cái nền tảng YouTube mà đã làm phẫn nộ không ít người. Trong đó có rất nhiều bà con yêu chuộng cái sự thật, yêu chuộng lẽ phải. vô cùng phẫn nộ cho những hình ảnh như thế. Và cũng vì vấn đề đó mà hôm nay tôi cũng tiếp tục quay lại để chia sẻ quan điểm của mình liên quan đến cái nhân vật này cùng một số ở kênh YouTube mà đang có cái dấu hiệu là đưa những hình ảnh nó không tốt đẹp, đưa những hình ảnh nó ma mị lên cộng đồng mạng nhằm để đánh lừa vào lòng thương hại của một số bà con. Trong đó có một số mạnh thường quân chưa biết cái sự thật và chưa biết rõ về cái nhân vật trọng súng này như thế nào. Thế thì trước khi mà chia sẻ cái vấn đề này tôi có rất nhiều cái câu hỏi để đặt ra để chúng ta cùng nhau thảo luận, cùng nhau trả lời cho những câu hỏi sắp tới. Cái câu hỏi đầu tiên đó là trọng súng cùng gia đình trọng súng có phải là một trong những cái gia đình bất hạnh? Có phải là một trong những người cần sự cưu mang giúp đỡ của mạnh thường quân của cộng đồng mạng hay không? Muốn trả lời được câu hỏi đó chúng ta phải xét vấn đề thứ nhất là về thể lực sức khỏe và hình hài của tất cả các thành viên trong gia đình trọng súng. Thứ nhất là gia đình trọng súng. Người cha của trọng súng quý vị thấy đi. Vẫn còn đủ sức khỏe để lao động kiếm sống. Đúng không ạ? Mẹ của trọng súng cũng còn đủ sức khỏe để lao động kiếm sống. Trọng súng và vợ trọng súng cũng vậy. Cũng đủ sức khỏe để lao động kiếm sống. Bên cạnh đó những đứa con của trọng súng là không có cái dấu hiệu bệnh tật, không có cái dấu hiệu mà để cầu cứu cộng đồng mạng để mà lá lành đùm lá rách đúng mà. Tuy nhiên, cái thời gian trước năm 2021 dưới sự dẫn dắt và kêu gọi của Lê Thanh Thiện thì trọng súng cũng nhận một khoản tiền rất lớn. Bên cạnh đó có rất nhiều cái dụng cụ sinh hoạt hàng ngày từ cái bếp ga, tủ lạnh, máy giặt chung là không thiếu một cái gì cả ngay cả cái mà nhỏ nhặt nhất đó là những cái bóc đánh răng. Thì trọng súng được mạnh thường quân, được tất cả các nhà hậu tâm thì chăm lo từng chút một. Với cái hy vọng rằng cái thời điểm đó để cho trọng súng có những cái động lực, có những cái trang trải ban đầu để mà chăm lo cuộc sống lo cho những đứa con để anh học. Đúng rồi, nhưng sao? Cuối cùng Trọng Súng bước về quê với một khoảng thời gian và quay lại Sài Gòn tuyên bố rằng đã hết sạch số tiền của Mạnh Thường Quân. Bên cạnh đó những đứa con là chưa được đến trường ngày nào. Những đứa con của trọng súng không được đến trường ngày nào. Với số tiền Mạnh Thường Quân gửi ra như thế thì trọng súng tôi hỏi quý vị có sử dụng đúng mục đích hay chưa? Thì chắc ăn tôi có những câu trả lời luôn cho vấn đề này là trọng súng dùng số tiền của mạnh thường quân chưa đúng mục đích, chưa đúng tâm nguyện của một số mạnh thường quân ở trong nước cũng như và ngoài nước ở gợi gắm đến trọng súng đó riêng và gia đình trọng súng đó chung. Đúng không ạ? Nhưng vì sao khi mà bước lên lần 2 cũng nhờ đến kênh Lê Tân Thiện Mà bây giờ là kênh Lân thiện phải bỏ chạy. Đúng không ạ? Vì trọng súng nghĩ là chắc lên đất Sài Gòn này dễ ăn quá. Cứ đưa ra những cái mà chiêu trò than khổ, than thân trách phận chắc là sẽ có người thương xót. Nhưng sau khi Lân Thiện đưa lên hai clip thì bị cái dư luận cộng đồng quá nhiều. Bị dư luận cộng đồng ném đá. Cho nên thân Thiện phải buông. Buông một cách và buông hối tiếc với quý vị vì đợt một lương thiện kêu cũng được một số tiền cho trọng súng cũng quá nhiều và danh tiếng của lương thiện lúc đó là người ta đôn lên là phật sống Đấy, cho nên cũng từ vấn đề là liên tiếp hai cái từ là phật sống cho nên tôi nghĩ là lương thiện đợt hai này cũng muốn đưa lên để người ta cả như phong lên một chức vụ nào đó nữa Đấy, nhưng mà thật sự ra thì đợt một thì quý vị cũng biết lớn thiện đưa trọng súng lên mà chưa có một lần xác minh chưa có một lần về quê trọng súng để xác minh trường hợp này có đáng được giúp đỡ hay không đúng không ạ cho nên ấy, trọng súng về cứ nghĩ trong đầu ở ừ, mình cứ về tiêu hết số tiền đi rồi sẽ lên nhờ cha nuôi để nhờ cha nuôi đưa lên để xin tiếp trên những giọt nước mắt của trọng súng lúc mà nói là lên ở tìm mẹ thì quý vị cũng đã thấy rồi đúng không ạ cực kỳ thấy là bi thương thơ thảm đó và cũng từ những vấn đề đó cho nên tất cả các bà con chúng ta những người mà yêu lại phải yêu cái sự thật và muốn đấu tranh để mình loại trừ bớt những thành phần cạnh bả của xã hội bu bám vào tình thương của mạnh thường quân để cho nó trong sạch đi cái mảng thiện nguyện mảng từ thiện đúng không ạ cho nên những ngày qua cây cả tôi và một số bà con cũng đã lên tiếng cho sự việc này tuy nhiên Xin thưa quý vị thế này, mình lên tiếng chẳng qua hình thức mình cảnh báo. Còn cái việc mà bất kỳ ai muốn cho trọng súng đó là việc của người ta. Nhưng cũng vấn đề đó thì thông qua cái này tôi cũng muốn chia sẻ những cái quan điểm của tôi đến những cái vị mà gọi là mạnh thường quân để mà cứu mang giúp đỡ trọng súng. Những ngày vừa qua và những vị cũng có cái tư tưởng để giúp đỡ trọng súng những ngày kế tiếp. Thế thì với những cái chiêu trò của trọng súng như thế thì thực sự đã bị cộng đồng mạng đánh dội. Cho nên là thất bại hoàn toàn. Dĩ nhiên, con nhặt được một ít của một số mạnh thường quân nhẹ dạ cả tin. Trong đó có chị Mai Nguyễn và một số mạnh thường quân khác. Đúng không ạ? Nhưng thực sự số tiền nó không đáng. Không đáng là bao cả. Nhưng đó cũng là tiền mồ hôi nước mắt của quý vị. Nếu mà giao cho trọng súng, số tiền đó thực sự như muối bỏ biển nhưng mà với số tiền đó mà giao cho một người khác họ biết chí thú làm ăn họ biết cầu tiến thì một đồng với họ cũng là cái vô cùng giá trị quý vị thấy không quý vị cứ nghĩ và cứ nhìn xem những gì Trọng Súng nói với chúng ta có phải là sự thật hay không có phải Trọng Súng là một người con có hiếu đang gánh nợ cho cha cha mẹ hay không hay là trọng súng chỉ lên cộng đồng mạng than khóc. để đánh động vào lòng thương của quý vị rồi quý vị cứ rót tiền về nuôi cho một kẻ vô lại. Để. Vì thực sự qua những thước phim, qua những cái hình ảnh quý vị thấy, đó chẳng qua là những cái màn diễn, đúng không ạ? Nhưng sau những cái màn diễn đó thì có những thước phim mà nó quay một cách là vô tình nhưng nó đã đưa lên trên tất cả các diễn đàn. Thì chúng ta thấy rằng Trọng súng là một người sống vô tình vô nghĩa. Nhất là cái thời điểm mà trọng súng ở à chửi chị gái con của bác ruột lúc ở quê nhà. Trên lúc trọng súng có tiền thì trọng súng đâu còn biết là ơn là nghĩa của những đấng sanh thành của những bà con mà máu mũ ruột thịt. Trọng súng chỉ biết là có cha nuôi. Vì sao? Cha nuôi là một cái nguồn thu lợi vô cùng lớn với là trọng súng. Vì chỉ có cha nuôi mới là trách cho trọng súng cái đôi cánh để trọng súng bay cao và bay xa trong cái tình thương của đồng bào phương xa thế thôi. Và bên cạnh cha nuôi còn có một số kênh YouTube này cũng luôn luôn chấp cho trọng súng những cái đôi cánh để trọng súng bay cao và bay xa, bay vào cái lòng thương hại của người khác. Đấy. Nên trọng súng mới trân quý những kênh này, trân quý những đối tượng mà đang giúp cho trọng súng để trục lợi trên đồng tiền xương máu của quý vị. Chứ ngồi ra trọng súng không phải là một người có tình có nghĩa như trọng súng bô bô trên cộng đồng mạng. Đúng rồi. Cho nên vì sao á, vì sao cái sự việc này chúng ta vẫn còn nói đi nói lại nói mãi. Đó quý vị thấy đi. Trọng súng hết giữa chiêu bài này đến chiêu bài khác. Để từ anh ngủ dưới gầm cầu Nhật dê chai đến bây giờ quý vị thấy ra buôn bán trái cây mà tôi hỏi quý vị trọng súng buôn bán trái cây có thật tâm hay không? Hay là đó là một trong những cái màn giải thưa chê mắt thánh? Trầm súng buôn bán thật tâm thì muốn để dùng ký vấn đề buôn bán trái cây để chăm lo cho cuộc sống gia đình. Vì nói thật quý vị bây giờ là nhà cũng đã bán rồi đúng không ạ? Là xem như là tất cả những tài sản Quý giá nhất của trọng súng đó là dựa vào những cái số tiền mà còn tích lũy đều, lại được sau khi bán nhà. Nhưng quý vị thấy đó, khi bán nhà xong trọng súng làm việc gì? Cũng buôn bán trái cây. Nhưng cái buôn bán này có thật tâm không quý vị? Ai đâu buôn bán mà kể như là người ta buôn bán từ mơ mắt ra cho đến là tờ mờ tối người ta mới về. Để kiếm một đồng lời để mà chăm lo cuộc sống gia đình Nhưng trầm súng thì sao Chờ gỡ như là mặt trời lên quá xào Rồi mới chạy ra để chở trái cây bên cạnh đó Kèm theo một đám lâu la youtube đã tăng cường đưa những hình ảnh đó lên cộng đồng mạng Đúng không? không khác nào như những diễn viên Không khác nào như những mà cái như là Ngôi sao hạng A mà lúc mà hết thời Tăng cường đưa hình ảnh lên Mà nó không biết xấu hổ là gì thưa quý vị. Nếu mà những người họ từng vấp ngã và họ được đứng lên thì họ không bao giờ họ đưa những hình ảnh đó khi họ chưa có những thành công cụ thể, đúng Đèn này thì sao? Đèn này trọng súng mục đích trọng súng là cái như là đóng phim để quay lên. Cho nên tôi nói là cá nhân trọng súng bây giờ là không phải là câu mà những đám YouTube này không phải nó cho trầm súng cầm câu nữa mà nó cho nguyên trầm súng một cái lưới để nó bùa vây dính con cá nào nó cũng với trầm súng bây giờ cũng là bắt hết cá lớn cũng bắt cá nhỏ cũng bắt vì mục đích của nó là đi bắt cá chứ đâu phải câu cá nữa. mục đích của nó đang dân bậy để ai trúng là cũng cũng hốt hết cho những ngày qua những hình ảnh đó là liên tục đưa cầm đồng bạn như thế đúng không ạ và cái vấn đề mà khi trọng súng nhận số tiền của mẹ đúng không ạ nhận số tiền của mẹ nó thật sự đó nếu một người họ biết làm ăn chí thú làm ăn thì họ dùng số tiền đó để họ làm vốn nhưng quý vị thấy đây, những thước phim của những kênh này đưa lên nó đang phỉ vào mặt của mạnh thường quân đấy nó đang dỗ thẳng vô mặt mạnh thường quân đấy chứ không phải là cái như nó đi giúp trọng súng quý vị thấy đó nó ra nó mua cái xe cái giá 12 triệu rưỡi nó nói gì quý vị biết không? mua cái xe đã chở vợ con đi chơi, mô Phật. Trong khi đó đang ở nhà thuê nhà mướn, trong khi đó là cuộc sống hàng ngày vẫn còn cơm áo gạo tiền. Vẫn còn kể như là có nhiều cái cần đến tiền, đúng không quý vị? Phải phòng thân, nhiều lúc ốm đau, nhiều lúc buôn bán không được. Đó. Quý vị thấy đi, nó dùng những đồng tiền thì tôi nghĩ rằng cũng giống như trước kia nó dùng những đồng tiền của mạnh thường quân mà sau khi mà được nhận từ lớp thân thiện nó cũng nó ra nó mua vô tội và mua không trả giá luôn mà đấy quý vị thấy đi và cái hình ảnh của nó là từ nhà của phúc mà bước đi ra thuê nhà trọ thì cũng giống như cái lúc mà nó ở từ cái nhà của bác ba trầu mà nhảy sang bên kia thuê cái nhà trọ bên đó đấy, lúc nó có tiền Lúc nó nhận được tiền mạnh thường quân rồi nó đâu cần biết là những ngày nó cực khổ. Những ngày nó thăng thăng la khóc ở cộng đồng mạng như thế nào. Đúng không quý vị? Cho nên qua những hình ảnh đó thì quý vị mạnh thường quân ơi hãy nhìn nhận lại đi. Cái thành phần này có đáng được để cho quý vị giúp đỡ hay không? Có đáng được để cho quý vị quan tâm và cưu mang hay không? Hay là nó dựa vào những cái hình ảnh mà bi ai để nó đánh vào lòng thương hại của quý vị? nó trục lợi trên cái lầm từ bi của quý vị quý vị giúp đúng người hay chưa Đấy. khi nó nhận tiền của mẹ nó thì thật sự nếu mà một người biết suy nghĩ ngay cả mẹ nó cũng vậy nếu mà một người biết lo xa tính toán thì không bao giờ nói thật sự đưa cái số tiền để đỡ con mua xe đâu đúng không, quý vị mà ra nó mua xe thật sự nó đếm từng cái tờ tiền mà nó không hiểu rằng đó là những cái tờ tiền của tài sản cuối cùng của cả gia tộc nó có được. Quý vị thấy đi. Quý vị mạnh thường quân, quý vị nhìn kỹ đi. Nó có đâu có thương xót gì cái đồng tiền của bất kỳ ai đâu. Ở ai đưa là nó nhận và khi nó nhận nó tiêu pha một cách là vô cùng phung phí. Quý vị có bao giờ có bao giờ nhìn cảnh mà một người nghèo, một người họ cần vươn lên, họ cần đứng lên bằng cái đôi chân của họ mà họ không có tiền. Họ đi ra họ cái như là đi vay đầu này, vay người kia để họ cái như tồn tại ở cõi đời này hay không? Còn trọng súng thì sao? Được sự cưu mang và cả những bảo bọc của quý vị quá nhiều đi Mà bây giờ còn có rất nhiều nhảy vô rất nhiều người nhảy vào comment trầm xuống tội quá trầm xuống thế này thật khác thế những hình ảnh của nó được vừa rồi nó đi vô khách sạn nó đưa ra một cọc tiền nó lê lê nó điếm thế quý vị có thấy được cái bản chất thực của nó hay không với mấy chục triệu tôi thưa thật với bà con nó không đáng là gì cả nhưng với một số bà con nghèo đó là một tài sản nhất là cái gia cảnh trầm xuống bây giờ đó là một tài sản mà cần phải là để mà nó sinh ra tài sản chứ không phải là để mua xe để mà tiêu sản đúng không gì mà nó đâu có hiểu là ngày mai ngày mốt kia rồi nó hết tiền nó buôn bán ế ẩm rồi nó quay lại nó kêu cộng đồng mạng nữa hay sao Đấy. trên khi nó quay xe nó mua cái xe thật sự là tôi thưa quý vị tôi nhìn mà thấy tôi rất buồn cười nếu một người mà có cái tầm suy nghĩ một xíu Họ không bao giờ họ dùng những đồng tiền cuối cùng của mình Để mua những cái tiêu sản như thế đâu quý vị Nó lên cộng đồng mạng nó nói sao Nó nói là nó sẽ Làm cái vầy bắn trái cây Rồi thế này khác Thực sự những cái mà cái màng Mà cái như là nó đưa ra thực sự vô cùng là hành tráng Nhưng mà nó làm chẳng là được cái gì cả tôi nghe nó nói khang tôi không thấy nó có làm một bất kỳ một hành động gì mà không hiểu vì sao những lời nó nói mà có cái tác động ghê gớm đến những mạnh thường quân như thế mà cũng có rất nhiều người nhảy vô comment như đúng rồi ô trọng súng tội quá, trọng súng thoáng quá cũng vì vấn đề mà thoáng mà tội đó nhân ngày hôm nay đi ra anh mày giữa phố đó quý vị và lên cộng đồng mạng than khắp đấy quý vị thấy đi nó luôn luôn bi bô nó là một người con có hiếu, có thảo, có tình Thế những ngày qua quý vị thấy rồi đó Mẹ nó là bán cả một căn nhà Là tài sản và tài sản duy nhất Của cuộc đời mình dành dụm có được Để mà đi trả nợ Cho nó đi trả nợ Và cho đi mua những cái vật dụng không cần thiết Tại thời điểm bây giờ thì quý vị biết rồi biết cái cách mà cả như người ta giáo dục con của người ta thế nào rồi biết cái cách người ta cả như tiêu tiền như thế nào rồi đúng không quý vị cho nên ấy, qua những thức phim như thế thì tôi mới nhận xét rằng à thì ra là số tiền mà số tiền không phải là chính mình làm ra thì nó tiêu như thế đó. nó tiêu vô tội vạ như thế nó đau biết xót nó đâu có biết là đồng tiền đó là cũng đánh đổi bằng từ mồ hôi nước mắt và xương máu cho nên quý vị quý vị nào mà giúp cho trọng súng và sắp tới sẽ giúp cho trọng súng và gia đình trọng súng thì hãy xem những thức phim như thế nó ra nó mua xe mà nó mua nó mua xe để mà chở vợ con của nó đi đi chơi tôi thưa thật quý vị tôi thưa thật quý vị có một số người mà kinh tế còn gấp vội gấp 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 nhiều lần hơn trọng súng mà họ không có cái tư tưởng mà mua xe để mà đi chơi họ tận dụng tối đa những cái gì có thể vì cái thời điểm bây giờ nó thực sự đi làm là kiếm một đồng tiền không phải là dễ dàng mà nó là tự tin nó đưa mấy mười mấy triệu ra để mua xe Rồi lên cười hổ hố cộng đồng mạng những hình ảnh đó quý vị có thấy không? Những mạnh thường quân chuẩn, chuẩn bị giúp trọng súng có thấy không? Để. Mà những đồng tiền đó, những đồng tiền bán nhà mà nó không có một cái sự mà hối tiếc, không có một sự thương xót cái căn nhà đó. Nếu người ta có một cái tâm, người ta có những cái gọi là cái sĩ diện. Khi mà bán nhà thực sự không ai mà cái như lên cộng đồng mạng tuyên bố để, để, để như thế được điều này bán nhà trả nợ nếu bán nhà nhỏ mua nhà lớn là người ta cái nhà đưa lên mạng cũng được đó là thành công Điều này bán nhà trả nợ vẫn đưa lên cộng đồng mạng oa oa như đúng rồi và bảo rằng đưa cộng đồng mạng cho lang thang sài gòn thấy lang thang sài gòn thấy những cảnh đó lang thang sài gòn cười còn nhiều hơn nữa vì sao cười vào mặt những thằng ngu mà để mà cái đưa những thức phim như thế người ta nói xấu thì chê mà tốt thì khoe Đằng này những cái mà thất bại nó quá nặng nề mà cộng đồng mạng vừa qua có những người ném đá cực kỳ ghét mà nó vẫn dương dương tự đất như đúng rồi. Nó không biết là hai cái từ tự trọng cho nên nó muốn thật sự nó đưa lên đó để mà nó là bể mặt mạnh thường quân chứ không phải đưa lên đó để mà lấy cái sự thương xót của mạnh thường quân. Đúng không vậy? Thà tôi nói là trước giờ nó chưa nhận ơn huệ của mạnh thường quân thì nó đưa lên những hình ảnh đó thì không ai nói gì cả. Nhưng đó là một thằng gọi là một thằng anh mày, từng anh mày của đồng tiền của mạnh thường quân. Mà bây giờ nó đưa lên như thế thì tôi hỏi quý vị. Nó đang bẻ mặt quý vị hay nó khoe thành tích gì? Tiền nó lên cầm tờ 500 nó đếm như đúng rồi. Đúng không? Và nó là một cái con nợ mà lại đi cho chủ nợ 500 ngàn để uống cà phê. Quý vị thấy nó tiêu sang. Không? Nó tiêu sang chứ. Người ta là con nợ đang xin chủ nợ là giảm bớt. Nhưng nó lại không. Nó lại đi cho thiên tiền con nợ, ở chủ nợ. Nữa. Mà trong cái đó nó là cái gì đâu phải là người nghèo khổ. Thế thì quý vị có cần quan tâm đến nó nữa hay không? nó là một trong những vị đại gia đó chứ, ly cà phê nó, nó đắt Sài Gòn đây, hạt kiên giang khoảng là tầm 30 000 ngàn một ly là một cà phê uống ngon đó, mà cho người ta cả như năm trăm ngàn để uống cà phê, quý vị biết đâu? Để. thì chứng tỏ là đồng tiền đồng tiền không phải mồ hôi nước mắt không phải đồng tiền xương máu của nó thì cái nó tiêu xài như thế đó quý vị, những hình ảnh đó quý vị nên nhìn. Để cho nên tôi đảm bảo quý vị rằng với cái đà như thế này rồi vài bữa tôi nói là cái như kéo nhau cả lũ rồi cái như lên cộng đồng mạng thang khắp nữa cho mà xem vừa rồi ấy, nói thật sự cũng có những chiêu bài như thế cho nên kiếm được mấy chục triệu về quê trả nợ rồi sau đó là bị sức ép của những chủ nợ lớn cho nên mới về bán nhà trả nợ mà quay lên chảnh chó quay lên kể như là cho lăng thang sài gòn biết đấy là một trong những hành động chảnh chó anh bán cái nhà nhỏ đấy anh mua cái nhà lớn là quay lên đỡ lăng thang sài gòn biết rằng là cái như anh là một người thành công là những gì lang thang sài gòn nói là sai đúng không ạ nhưng đằng này anh bán cái nhà trả nợ mà cái nhà đó gọi là tài sản duy nhất và tài sản cuối cùng của trong cái gia tộc thì đó đâu phải là một hành động gì mà hãnh diện đâu mà phải khoe cộng đồng mạng mà cho lang thang Sài Gòn thấy. Trong khi đó lang thang Sài Gòn đang đứng ra đấu tranh cho lẽ phải. Và đứng ra cảnh giác cho tất cả các bà con để tránh những cái chiêu lừa của bọn này. Đấy. Chứ lang thang Sài Gòn không ghét trọng súng. Tôi không ghét trọng súng. Nhưng tôi sợ trọng súng nó sẽ len lỏi vào cái lòng thương của quý vị rồi sau này sẽ có trọng súng thứ hai trọng súng thứ ba và hàng nhiều trọng súng như thế nữa thì xã hội xem đi sau nhất là những đứa con trọng súng bây giờ nó đang nhìn cái gương của trọng súng Đấy. người ta nói là cái như là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh Đúng không? bây giờ nó đang nhìn cái gương của trọng súng và nó là có những cái gen của trọng súng như thế Đấy và giờ nhìn những cái gương ý lại của trọng súng như thế nhưng là cái gương của người mẹ nó như thế siêng anh nhắc là cứ nằm một chỗ vỗ béo người ta đảm bảo rằng thời gian sau này bốn đứa con của trọng súng chắc anh sẽ có một đứa còn hơn trọng súng nữa vì nó được đào tạo từ nhỏ dĩ nhiên mình cũng muốn về tương lai của bốn bé này nó có một tương lai sáng sủa hơn nhưng với cái cha mẹ như thế thì mình có hy vọng gì nữa hay không Cha mẹ nó phải biết cầu tiến, cha mẹ biết vươn lên, cha mẹ nó phải biết tăng tiền Để mà ven vung vén cái hạnh phúc gia đình Nhưng đằng này sao quý vị Con mẹ là không đi làm Nằm ở nhà cả như rêu rêu vô đó để mà bu bám vào những đứa con đã trốn tránh trách nhiệm kinh tế gia đình Còn thằng cha thì lên cộng đồng mạng để đóng phim Chém gió Đấy để rồi tiêu tiền vô tội vạ đấy. có cái này nữa nó thật sự tôi nghĩ rằng những công an mà công an khu vực mà trọng súng đang ở đó người ta cũng nắm ngầm tới rồi đó quý vị đó là một trong những hành động gây mất an ninh trật tự quý vị có thấy là cái như các cái cặp vợ chồng nào mà đi chỗ nào là cái người ta đuổi chỗ đấy hay không từ chỗ nhà ông phúc đó, là cũng bị đuổi đi, rồi cái như có được một ít tiền mạnh thường quân rồi cái như ra thuê cái nhà để ở, rồi thuê một thời gian rồi cái như bị đám youtube này nó nhảy vô nó làm như là cái như là cái dân ăn cướp, rồi cũng bị đuổi, rồi đi thuê phòng thuê đồ đủ các kiểu một thời gian khá dài mới có được cái căn phòng như hiện tại bây giờ nhưng chưa chắc là chỗ đấy ở ổn định rồi dài bữa rồi buôn bán thất thường rồi cái như là chậm tiền nhà người ta cũng mời ra khỏi cái nhà đó thôi Sao chi bằng cái bây giờ cái hai cha con cái góp lại ở chung một nhà nó không thể cho tiết kiệm hơn hả quý vị thấy không? nó quốc cho cha đó một căn nhà một triệu bảy điện nước chưa tính Đấy. thì tôi đảm bảo nếu như mà cái thằng nó biết tính toán đó, nó biết điều hành con vợ nó thì chỉ cần nó nói thất một bây giờ cha mé má lên đây là cái kỳ khổ rồi Má cũng bán cái căn nhà rồi để mình trả nợ Thì bây giờ nó phải ở chung Phải dạy được con vợ Phải giáo dục được con vợ Đấy. Nhà phải có nắp Chứ còn bây giờ nó nói con vợ không nghe Thì thật sự quý vị thấy rồi Tất cả những cái mà tôi khẳng định quý vị rằng Sẽ có kịch bản Mà diêu dắt nhau ra đường Ra gầm cầu ở như thế này Lúc đó Mạnh Thường Quân cứ chống lên con mắt mà nhìn là những cái thước phim mà nó xòe tiền ra ở khách sạn Những thước phim mà nó xòe tiền ra nó mua những cái xe Đấy. Là những cái vật dụng không cần thiết tại thời điểm bây giờ Vì đồng tiền nó chưa phải là thoải mái Nó vừa bán cái nhà xong Đấy. Đáng lẽ nó dùng số tiền đó để làm vốn làm ăn Chứ không phải dùng đồng tiền để mà tiêu sản Nó mua xe đó chở vợ đi con đi chơi Quý vị nghe thấy chướng không? Chướng chứ tôi nghe tôi giật mình nó trở thành là chơi sang đó vừa mẹ vừa bán căn nhà cho được mấy chục triệu bây giờ mua xe chở vợ con đi chơi sang thật mà nói thật sự bán căn nhà nhưng nằm trong cái ý đồ của nó cho nên quý vị thấy nó không có một chút gì tỏ ra cái sự hối tiếc cả vẫn nhơn 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 vui vẻ như thật như đúng rồi quý vị trên cái đám youtube này cứ bu bám vào đó mà quay Quý vị thấy đi Những cái hình ảnh nó buôn bán trái cây Tất cả những cái là vô cùng phản cảm Và vô cùng gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông Nó vô mà nó mua xe Mà cái nhân thật sự ra thì cái cũng nhiều thằng chú chấu máy và quay Quay đó làm gì Quay để quảng bá lên đây có giúp trọng súng hay không Những thức phim như mà Tiền của nó khoe ở khách sạn Và nó kể như là mua xe như thế Đó là có phải giúp trọng súng hay không Quý vị Tôi đảm bảo rằng đó là một trong những thức phim là dìm trọng súng tới bùng đen luôn đó chứ không giúp trọng súng đâu Nên trọng súng nên nhớ lại những gì hôm nay anh nói nè Những thức phim đó là những thức phim mà cái nhà nói thật sự Sau này mày cứ kêu la than khóc gì cộng đồng mạng thì thật sự mạnh thì quân cũng xem mày tránh ra một cái nghĩa địa gì đâu Đấy. còn cái vấn đề qua đây thì tôi nói thẳng luôn cái thành nhịp sống niêu đó quý vị cái thằng đó là một trong những thằng cò mồi Thằng đó là dạng cò từ thiện đấy Nó là một dạng, một dạng cò mồi quý vị thấy không? Nó siết so đủ các kiểu lúc đó, nó quay trọng súng đó, Thì nó nói trọng súng là cái như là chịu khang Chịu chịu khó chịu khổ rồi cái như là ăn cơm ăn bún với nước tương Nói chung cực khổ lắm đấy. Nhưng mà vừa qua thì quý vị thấy cái phim nó nói cha trọng súng sao Thằng trọng súng nó kén ăn lắm dẫn nó đi anh mà cái như nó nó chọn ba bốn quán nó mới được cái như là ân ý nó đấy con nhà nghèo đấy con nhà nghèo cái trọng súng đấy mà sao những thức phim mà cái thằng nhịp sông niêu mà đưa lên toàn xuyết xoa trọng súng trời ơi ăn cơm thừa canh cạnh rồi thế này thế khác nó anh cơm thừa canh cạnh được thì với thực sự là cái như vô quán cơm nào nó ăn cũng được không cần thiết là phải cái như là nó phải chọn quán nó đúng không, quý bậc đó đèn này cái nó cái thằng này là cái như mang chất đồ sóc hai đầu nó chém đường này cũng được chém đường kia cũng được mà nó là bị cái thằng mà lang thang kiên giang đó nó tố là cái thằng nhịp sông điêu là một thành cò từ thiện thành cò mồi đó quý vị để dân sẵn đó tôi nói thẳng luôn để mà cái cho quý vị biết là bây giờ nó sự trong băng nhóm của nó đã có những cái điểm nhìn khác nhau về cái như là là cho sự việc này rồi để. mà thực sự quý vị cũng nhìn thấy rất rất rõ cái thằng cái như là Nhịp sông điêu này là một trong những thành mang chất cờ môi thôi Nó chẳng tốt lành gì cả Nó xuống phỏng vấn mà thật sự nó phỏng vấn cha trọng súng với phỏng vấn người hàng xóm Thì tôi xin thua Nó muốn tìm hiểu sự thật Cho trọng súng hay là nó để nó Hoàn thành một cái nhiệm vụ cá nhân của nó Để nó len lỏi vào tình thương của quý mạnh thường quân để mà nó đục quét Cái đồng Đồng tiền xương máu của người ta Thành thực Sông neo quý vị thấy đưa những thức phim vô cùng mất dạy và có những cái lời nói vô cùng bị ổi. Đấy, cái thằng này là thật sự là tôi thật sự, tôi xem thức phim đó tôi dị ứng. Vì sao? Nó có những cái lời nói vô cùng trơ trẽn, nó đôn người ta lên mà thật sự nó nó đôn lên không đúng cách. Nó không có một cái sự xác minh, không có một sự tìm hiểu về người ta như thế nào mà nó nói như đúng rồi, nó nói như thật. Đó là một trong những cái mà cực kỳ bất xúc. Bên cạnh đó là thằng Bình Định dấu yêu nó luôn luôn chày mọi tất cả những cái vật dụng mà gia đình trọng súng hiện bây giờ đang thiếu thì thôi đó bây giờ đó nếu muốn mua một một cái xe mà xe ba gác đó thì dùng số tiền mua xe máy mà để chở vợ con đi chơi đó để ta mua đầu tư ta làm ăn trước đúng không vậy nó đâu có hiểu được là những cái nó nói ra là bị cộng đồng mạng đang giỏi mà bọn này nó vẫn siêng anh siêng nói thật nó nói để chi nó nói để còn đánh vào để những bà con cái nhẹ dạ cả tin đó cho nên tôi mong rằng tất cả những những vị mà bây giờ có cái tư tưởng mà để giúp đỡ trọng súng đỡ trọng súng làm lại từ đầu đó tôi thật quý vị bỏ ý định đó đi trọng súng nó mãi mãi là trọng súng nó không bao giờ mà nó đứng lên được bằng chính cái đôi chân của nó và ngay cả quý vị lôi kéo lên nó cũng ngã xuống vì bản chất của nó là thành anh giả dạ. đó nó muốn ăn nằm, nó không muốn ăn đứng, nó không muốn ngồi Nó nằm dài đó, để quý vị lôi kéo nó là quý vị cho nó gì nó đốt nấy Cái thực sự Nó đâu có còn một tí gì gọi liêm sĩ đâu quý vị Nó không hết lòng tự trọng Tôi nhìn cái bản chất của thằng đồng súng này nó hết lòng tự trọng Có ai như thế hay không? Có ai mà bán đi một cái căn nhà, một cái tài sản duy nhất của gia tộc để mà trả nợ cho những khoản mà kể như nó nợ mà bài bạc cờ bạc đủ kiểu mà bây giờ người vẫn còn dương dương tự đét lên cộng đồng mạng để quay để cho người ta biết người ta cần biết không có ai cần biết là Trọng súng bán nhà để trả nợ hay không và có ai khen Trọng súng là giỏi bán nhà trả nợ hay không cái tuổi còn trẻ mà lại cái như có cái tư tưởng là bu víu vào cha mẹ không trí thú không phấn đấu làm ăn. Đến bây giờ những cái tài sản duy nhất là đội nón ra đi mà không có một cái gì gọi là hổ thẹn, không có một cái gì gọi là hối tiếc để mà ăn năn làm lại từ đầu. Để gây dựng lại cái một cái 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 cuộc sống cho gia đình. Mà là nói cho đúng rồi. Những cái mà tương lai đưa ra rất xa vời, nó không có một cái đích mà toàn nghe nói thôi cho tôi mong quý vị nào mà chưa tiếp cận được những cái clip của trọng súng như thế thì cũng nên sớm tiếp cận đi để mà xem được cái bản chất thực sự của những cái kẻ mà quý vị đã ngày đêm mong nhớ ngày đêm cần để mà chia sẻ đến tiền mồ hôi nước mắt của mình đến cho trọng súng thì nên xem lại ngay cả xem là cái bản chất thực sự của cái thằng Bình Định dấu yêu với thằng Nhịp Sông Niêu Với thằng Thanh TV, thằng đó cũng là một trong những thằng mất dạy Quý vị thấy đi Nó đưa anh rể trầm súng ra, nó chửi, nó mắng, nó chẳng có một cái cái gì gọi là cái như không biết, biết điểm dừng cả Mà cái tuổi nó tuổi còn con nít Người ta đóng góp ý kiến là đúng chị gái con bác của trọng Súng đóng có cái kiến là không sai nó thành công nó có những cái thành tích tốt đẹp nó đưa lên đằng này thực sự nó bán nhà trả nợ cho những cái sai lầm của nó và của mẹ nó mà nó vẫn đưa lên như đúng rồi đấy. nó còn từ phía nội mà nó lên cộng đồng mạng giống như nó, nó đính chính lại cho những gì nó nói là cả như là đúng hoàn toàn đấy quý vị Quý vị thấy không? Còn cái clip đó bây giờ nó, nó xóa cái clip rồi Nó ngoan nó để nguyên cái clip đó Để cộng đồng mạng biết rằng bản chất thật sự Cho nên ấy, cái clip đó là cái clip không có được sự dàn dựng Cho nên bản chất thật của con người nó là nó lòi ra Chứ còn những clip như buông bắn trái cây Hay là nó nằm nó khóc giữa cầu Nó nhặt da chai đồ đó, Quý vị thấy đấy. những clip là những clip dàn dựng cho nên nó ăn nói rất khôn ngoan, nó ăn nói rất là cái như tạo cái sự thương xót cho quý vị. Còn những cái clip mà bản chất thực của nó quay lên Bản chất thực của nó mà đã được những kênh này mà đưa lên mà cái thiếu sự chọn lọc Nó lòi ra hết cho nên Giấu đầu lòi đuôi Cái gian trá gian dối cỡ nào thì cần một thước phim Thì bà con cũng đủ hiểu bản chất thực sự của thằng này ra sao cái clip này tôi nói cũng hơi nhiều thì tôi xin phép quý vị cho tôi kết thúc clip đây một lần nữa kính chúc quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và hẹn lại quý vị